Nga tấn công vụ bão tung đòn diệt gọn 535 binh sĩ phá hủy 12 tên lửa hỏa thần HIMARS của Ukraine. Ngày 2 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngày 1 tháng 6, một cuộc tấn công có độ chính xác cao của lực lượng hàng không vũ trụ Nga nhằm vào một cảng quân sự ở cảng Odessa, tàu chiến cuối cùng của Ukraine là Yuri Olefirenko đã bị tiêu diệt. Ở hướng Kupiansk, lực lượng Japak của Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho quân của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần Tabayevka, Monchanovo, Novolins, Berestovoye, khu vực Kharkov, Novoselovskoye và Stelmakhovka, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, LPR. Ba nhóm tấn công và trinh sát của AFU đã bị vô hiệu hóa gần Timkovka, Sikovka và Kozjarovka. Tại hướng trên, Ukraine mất 70 quân, 2 xe bọc thép và 4 xe bán tải. Ngoài ra các kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 60 thuộc AFU đã bị phá hủy gần Lipsi và Sinelnikovo, vùng Kharkov. Trên hướng Krasnilyman, không quân và pháo binh của lực lượng tiến Nga đã giao chiến với các đơn vị AFU gần Makivka, Chevonaja, Diprova, Lepero, Torskoye, Jampolovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DpR và khu vực Serebriansky. Tại hướng này, Ukraine mất 50 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Gvozdika, 2 khẩu pháo D20, một khẩu pháo D30 và một hệ thống Grad trong ngày. Ở hướng Donetsk, xung đột ác liệt nhất diễn ra gần Avdiivka. Do hoạt động tích cực của các phân đội tấn công của quân đoàn 1 được hỗ trợ bởi hỏa lực hàng không, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của lực lượng Trung Nga, AFU đã bị đánh bật khỏi các vị trí đã chiếm đóng ở một số khu vực gần các khu định cư Krasnogorovka và Yastinov-Tavaya, Lực lượng Nga đã giao tranh với các đơn vị AFU gần Avdivka và Khimik. Ngoài ra, một kho vũ khí tên lửa và pháo binh của lữ đoàn cơ giới số 110 thuộc AFU đã bị phá hủy. Lữ đoàn súng trường cơ giới số 5 và biệt đội đặc nhiệm ác của Nga đã có các cuộc tấn công thành công theo hướng Marinka. Trên hướng này, Ukraine tổn thất hơn 200 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 12 xe cơ giới, một lựu pháo D-30 và hai xe Krat trong ngày. Ở các hướng Nam Donetsk và Raporoje, không quân và pháo binh của cụm lực lượng Vostok Nga đã dựa hỏa lực vào các đơn vị AFU gần Velikaja, Novoskonka, Pavlovka, Vladimirovka, dpr và Malinovka, vùng Raporoje. Tại các hướng trên, 185 quân nhân Ukraine, hai phương tiện chiến đấu bọc thép và bốn phương tiện cơ giới của họ đã bị hạ gục trong ngày. Các kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới 65 thuộc AFU đã bị xóa sổ gần Perobajanka và Chevonaja, Kherinista, vùng Zaporozhye. Ở hướng Kherson, Ukraine mất 30 binh sĩ Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép và hai xe cơ giới. Các lực lượng Nga đã giao chiến với 103 đơn vị pháo binh AFU cùng nhân lực và khí tài của họ ở 149 khu vực trong ngày. Ngoài ra, một sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 33 thuộc AFU đã bị phá hủy gần Chudovoje, vùng Zaporozhye. Một trạm chỉ huy và quan sát của tiểu đoàn tấn công SCAN thuộc AFU đã bị tiêu diệt gần Avtipka DPR. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 12 tên lửa Himars và một tên lửa hành trình tầm xa Shadow trong ngày. Ngoài ra, 11 UAV Ukraina bị bắn hạ gần Verknes Kamenka, Jaliman LPR và Prokorskoe DPR. Theo trang Brada, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 1 tháng 6, phía Nga mất thêm 470 quân, 3 xe bọc thép, 15 hệ thống pháo, một hệ thống phòng không, 32 UAV, 11 phương tiện chở nhiên liệu. Chuyển sang tin tiếp theo, NATO chuẩn bị kế hoạch bí mật trong trường hợp xung đột với Nga. Thưa quý vị, NATO đã chuẩn bị một kế hoạch bí mật trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga. Bình luận viên Ian Davis, phụ trách chuyên mục của The Responsible Statecraft viết, theo ông, hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Vilnius sẽ được yêu cầu thông qua kế hoạch quân sự bí mật dài hàng nghìn trang, trong đó lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh lạnh, mô tả chi tiết kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga. Như nhà báo lưu ý, các đại diện quân sự thường trực tại trụ sở của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Brussels và các quan chức khác của khối đã chuẩn bị tài liệu này một cách bí mật mà không có bất kỳ nghiên cứu sơ bộ nào từ các nhà lập pháp và chuyên gia độc lập. Khi NATO gia tăng ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế sau khi bùng nổ xung đột ở Ukraine, thì sự thiếu minh bạch trong công việc của khối đặc trưng cho quá trình lập kế hoạch quân sự dài hạn trong liên minh đang tạo ra vấn đề nghiêm trọng đối với việc giám sát mang tính dân chủ, nhà báo Davis nhận xét. Để lập luận, nhà báo cũng trích dẫn lời của Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Roseboro, vào ngày 10 tháng 5, nói rằng các quốc gia trong liên minh nên sẵn sàng cho cuộc xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Litva sẽ được tổ chức ngày 11 đến 12 tháng 7. Nga nhiều lần lưu ý rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương hướng tới mục đích đối đầu và tỏ ý lo ngại về việc Liên minh gia tăng lực lượng ở châu Âu. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga là Dmitry Peskov nhấn mạnh, việc mở rộng hơn nữa khối này sẽ không mang lại an ninh lớn hơn cho khu vực. Trong khi đó, Nga vẫn sẵn sàng đối thoại, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Chuyển sang tin tiếp theo, tướng Ukraine tuyên bố sốc Tổng thống Zelensky không thể có được bức tranh thực về quân đội Nga. Thiếu tướng về hưu của lực lượng vũ trang Ukraine CIE Karivonos cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fabrica Novosti rằng những tính toán sai lầm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đánh giá sức mạnh của quân đội Nga đã dẫn đến hậu quả tai hại. Ông lưu ý những tính toán sai lầm tương tự trong quá khứ đã trở thành một thảm họa lớn đối với Kiev. Carrie Vonos lưu ý rằng giờ lãnh đạo Ukraine không nên thư giãn. Ông cũng thừa nhận rằng Nga có lợi thế về nhân lực và khí tài và các quan chức Ukraine nên luôn ghi nhớ điều này. Vị tướng này cũng lưu ý đến thực tế là các quan chức Ukraine thường xuyên đưa ra những đánh giá của họ về lực lượng vũ trang Nga, trong khi từ chối thảo luận về tình trạng của lực lượng vũ trang Ukraine nên có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Trong một trong những cuộc phỏng vấn trước đó của mình, Sergei Karinovos nói rằng các thành phố Slavjansk và Kramatorsk sẽ sớm lặp lại số phận của Bakhmut. Trong một diễn biến khác, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, người vừa đến thăm Kiev tuần trước, cho biết ông đã nhận được thông tin tình báo về các kế hoạch quân sự của Kiev đối với cuộc phản công đã được tuyên bố của Ukraine từ Vladimir Zelensky và các phụ tá của ông. Graham nói với tờ politico rằng ông zelensky đã cung cấp cho ông bản phân tích chi tiết về kế hoạch quân sự của ukraine cho cuộc phản công trong những ngày tới các vị sẽ chứng kiến màn phụ diễn sức mạnh khá ấn tượng của người ukraine Graham nói thượng nghị sĩ cũng nói rằng những đòn tấn công nhằm kéo giãn phòng tuyến của nga được cho là đã bắt đầu chỉ huy lực lượng mặt đất của ukraine alexander siki cho biết hôm thứ hai tuần trước rằng thời gian bắt đầu cuộc phản công sẽ đến sớm Chuyển sang tin tiếp theo, cập nhật tình hình chiến trường Bakhmut mới nhất ngày 2 tháng 6, sự im lặng kỳ lạ, cơn bão sắp nổi lên. Thưa quý vị, quân đội Nga tạm dừng hoạt động tấn công để luân chuyển nhóm lính đánh thuê của tập đoàn Wagner ra khỏi Bakhmut, trong khi các lực lượng Ukraine cũng đã tạm dừng các hoạt động bên sườn mới chiếm được vùng đất cao xung quanh Bakhmut để thực hiện các nhiệm vụ quân sự khác. Chỉ có một cuộc đụng độ chiến đấu được báo cáo trong tuần thứ 66 của cuộc chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết trong bài đăng trên Telegram, không có trận chiến nào đang diễn ra ở đó, cả trong thành phố lẫn hai bên sườn. Thay vào đó, kẻ thù đang tích cực pháo kích vào vùng ngoại ô thành phố và các hướng tiếp cận thành phố. Trong cuộc phỏng vấn được video đăng trên kênh Telegram của mình, ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin cho biết ông đã mất 20.000 lính đánh thuê chỉ trong trận chiến giành Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga không cho biết có bao nhiêu binh sĩ hỗ trợ thiệt mạng từ các đơn vị cơ giới và đổ bộ đường không. Mức độ giết chóc đã diễn ra thực sự khó tưởng tượng, tôi chắc chắn là vẫn còn những xác chết thối giữa khắp mọi nơi. Đại tá Mỹ đã nghỉ hưu, Sir Cromrick nói với trang Al Jazeera ngày 30 tháng 5. Cromrick, người đã lãnh đạo các đội đặc nhiệm Afghanistan và Trung Đông cho biết, họ đang nói về làn sóng người. Prigozhin thực sự trở nên thất vọng khi đẩy tất cả những người lính đánh thuê này vào, cố gắng chiếm 10 mét mặt đất. Sự bình yên trước cơn bão Nga tuyên bố chiến thắng ở bang Mút vào ngày 21 tháng 5 và 9 ngày sau, người phát ngôn lực lượng miền đông Ukraine Serhiy Chevyaty đã thừa nhận thành phố này đã nằm trong tay Nga. Ông kể rằng, quân địch đánh chiếm trung tâm huyện này suốt 10 tháng trời nhưng cuối cùng không chiếm được. Ông ám chỉ về cuộc phản công đã được dự đoán trước của Ukraine. Cherevati nói rằng, người Nga nhận thức rõ ràng ngoài tổn thất về quân sự, việc không giữ được thành phố cũng có thể khiến họ bị tổn thất lớn về uy tín. Kramrich nói, Tôi nghĩ người Nga đang chuẩn bị cho một thất bại không thể tin được. Với cuộc phản công sắp xảy ra, họ có thể mất ba khơ mút và nhiều, rất nhiều nữa. Nếu bây giờ họ định tuyên bố chiến thắng của người Nga cho người dân Nga, thì họ sẽ thua to nếu đường tiếp tế của họ bị cắt đứt và cuối cùng họ phải rời bỏ thành phố. Ukraine cho biết họ có 12 tiểu đoàn được huấn luyện và trang bị sẵn sàng tham gia phản công và Kramrich tin rằng thời tiết hiện là yếu tố duy nhất cản trở họ. Các đơn vị đã được huấn luyện, vì vậy tôi tin rằng ngay khi mặt đất khô đi, họ sẽ ra đi, ông nói. Người Nga đang ngồi ba khơ mút, họ hiểu điều gì xảy ra tiếp theo. Họ hiểu rằng họ sẽ bị tấn công. Ngày 28 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 80 binh sĩ Nga đã rời khỏi vị trí của họ ở Lichichansk, thành phố thuộc tỉnh Lugansk, mà quân đội Nga đã chiếm giữ vào tháng 7 năm ngoái. Chiến tranh tâm lý trên không Thay vì tiếp tục cuộc chiến tiêu hao trên bộ dành cho Bakhmut, Nga và Ukraine chuyển sang một cuộc chiến tâm lý chủ yếu trên không. Ngày 26 tháng 5, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã phá hủy một đội quân trên không gồm 31 máy bay không người lái và 17 tên lửa chỉ trong một đêm, bao gồm 10 tên lửa KH-101 và KH-155 được bắn từ máy bay Nga trên biển Caspi, 7 tên lửa gồm S-300 và S-400 được tái sử dụng. Tên lửa phòng không bắn từ Zaporizhia và 31 máy bay không người lái Sahed-131 và Sahed-136 của Iran. Các mục tiêu là cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ sở hạ tầng của lực lượng phòng thủ ở phía đông đất nước, lực lượng không quân cho biết. Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov cho biết hoạt động này chủ yếu có giá trị tuyên truyền. Hai ngày sau, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ ít nhất 40 máy bay không người lái mà Nga phóng tới thủ đô Kiev, thị trưởng thành phố Vitaly Kalisko cho biết. Các mảnh vỡ rơi xuống đã giết chết một người đàn ông và làm bị thương một phụ nữ. Các cuộc tấn công trước bình minh xảy ra vào chủ nhật cuối cùng của tháng 5, khi thủ đô kỷ niệm ngày kỳ ép, kỷ niệm ngày thành lập chính thức cách đây 1.541 năm. Và ngày hôm sau, tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Januzny cho biết, các lực lượng vũ trang đã phá hủy tất cả 11 tên lửa hành trình Iskander-K và Iskander-M được phóng từ phía bắc biên giới với Ukraine. Nhưng vào ngày 30 tháng 5, Ukraine dường như đã đáp trả bằng cách gửi 8 máy bay không người lái tới Moscow. Nga cho biết họ gây nhiễu hoặc bắn hạ tất cả 8 máy bay không người lái. Trong bài đăng trên Telegram sau vụ tấn công, Alexander Kistan, một thành viên nổi bật của Quốc hội Nga từ khối nước Nga thống nhất cầm quyền, cho biết ba trong số 8 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở Ruzhovka, một vùng ngoại ô phía tây Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đây rõ ràng là một dấu hiệu của hoạt động khủng bố. Đại tá Ukraine Petrochenik nhận xét, nếu máy bay không người lái, không rõ nguồn gốc vượt qua hàng thủ nhiều lớp và thực tế bay đến thủ đô của một quốc gia tự coi mình là siêu cường, thì vũ khí của họ có giá trị gì không? Ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng về sự phòng thủ yếu kém. Prigozhin nói, Bộ Quốc phòng đã không làm gì để phát động một cuộc tấn công, làm sao dám cho phép máy bay không người lái tiếp cận Moscow. Ukraine phủ nhận trách nhiệm. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói, chúng tôi không liên quan trực tiếp đến việc này đại sứ nga tại washington đổ lỗi cho mỹ khuyến khích vụ tấn công đồng thời chế giễu tuyên bố của chính quyền biden rằng họ đang thu thập thông tin về vụ việc những nỗ lực này để che giấu đằng sau cụm từ họ đang thu thập thông tin là gì anatoly antonov cho biết trong nhận xét đăng trên telegram đây là một sự khích lệ cho những kẻ khủng bố ukraine ông nói thêm Thống đốc địa phương Mikhail Vedenikov cho biết vào ngày 29 tháng 5, một cuộc tấn công khác của hai máy bay, bay không người lái đã gây ra vụ nổ ở khu vực Pikovs của Nga gần biên giới với Belarus, khiến tòa nhà hành chính của một đường ống dẫn dầu bị hư hại. Ukraine ban đầu đôi khi phủ nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, mà sau đó họ nhận trách nhiệm Tờ New York Times đưa tin, các nguồn tin giấu tên của Mỹ cho biết các lực lượng đặc biệt hoặc tình báo quân đội Ukraine đứng đằng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tương tự vào địa Kremlin vào ngày 3 tháng 5. Ngày 27 tháng 5, lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine xác nhận Kiev có liên quan đến vụ nổ làm hư hỏng nặng cầu Kursk nối Nga về bán đảo Crimea 7 tháng sau khi vụ nổ xảy ra. Định hình chiến trường, Ukraine phủ nhận có liên quan đến cuộc xâm nhập ngày 22 tháng 5 vào lãnh thổ Nga. Người chỉ huy Nga trong cuộc đột kích đó cho biết nhóm của ông sẽ sớm quay trở lại. Tôi nghĩ các bạn sẽ gặp chúng tôi ở phía đó, Denis Papustin nói tại một cuộc họp báo ở Ukraine, mô tả mình là chỉ huy của quân đoàn tình nguyện Nga. Ông nói, mọi hoạt động diễn ra trên lãnh thổ Nga để buộc giới lãnh đạo quân sự phải di chuyển lượng lớn lực lượng chính xác để góc phần từ đó, do đó để lộ một số phần của mặt trận, một số phần của biên giới. Kramrich nói, vì định hình chiến lược hiện đang diễn ra cho cuộc phản công. Chúng tôi thấy các cuộc tấn công đằng sau chiến tuyến của kẻ thù. Chúng tôi thấy các cuộc tấn công ở Nga bởi những dân quân đó. Chúng tôi thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Moscow. Tất cả những điều đó đang định hình những gì sắp xảy ra, ông nói. Đồng thời cho biết thêm rằng sự phức tạp đang khiến các nhà hoạch định chính sách của Nga trở nên trầm trọng hơn, vốn dĩ đã bị chia rẽ về mặt chính trị vì một cuộc chiến không diễn ra xuân sẻ. Nga bây giờ phải bảo vệ tất cả các con đường trở lại thủ đô của họ. Họ đã trải bỏng. Vì vậy, họ sẽ phải đưa ra rất nhiều quyết định phức tạp về nơi đặt lực lượng của mình, Kramrich nói. Chúng ta cần chuẩn bị cho cuộc chiến gian khổ, ông chủ của Wagner, Prigozhin cho biết trong cuộc phỏng vấn của mình. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết Ukraine có thể giải phóng tất cả các lãnh thổ của mình bằng biện pháp quân sự, nhưng có lẽ không phải trong tương lai gần, đồng thời nói thêm rằng một cuộc chiến như vậy sẽ đẫm máu và khó khăn. Chuyển sang tin tiếp theo, trước sức ép cực lớn từ Nga, Ukraine phải chuyển từ phản công mùa xuân sang tấn công mùa hè. Từ cuối năm ngoái đến nay, các quan chức chính quyền Ukraine nhiều lần nói về chiến dịch phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuối năm ngoái, giới chức Kiev tuyên bố đây là chiến dịch phản công mùa xuân ở châu Âu, mùa xuân diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5. Nhưng đến ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Ukraine Denis Timkan tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine sẽ diễn ra trong tương lai gần. Cho đến nay, một tháng rưỡi nữa trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Ukraine sẽ mở chiến dịch phản công này. Trong khi đó, Nga đã đánh chiếm toàn bộ thành phố Bakhmut, Antimus ở tỉnh Donetsk, đẩy bật quân Ukraine ra vùng nông thôn ngoại ô phía Tây. Hôm ngày 30 tháng 5, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là ông John Kirby tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch mở rộng cuộc phản công trong mùa hè ở châu Âu, mùa hè diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 và họ có thể tin tưởng vào nguồn cung cấp vũ khí bổ sung của Mỹ và các đồng minh phương Tây. Chúng tôi muốn Ukraine có mọi thứ cần thiết để tự bảo vệ khi họ chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công vào mùa hè. Chúng tôi dự định tiếp tục chuyển thiết bị quân sự, cung cấp hệ thống phòng thủ cho Ukraine trong mùa hè, kể cả trong tương lai gần. Ông J. Kirby nói trong cuộc phỏng vấn với CNN khi được hỏi về mốc thời gian cụ thể hơn ông kirby không nêu ra một ngày tháng cụ thể mà chỉ cho biết thêm rằng quân đội mỹ đã liên lạc với các đối tác ukraine ngay từ khi bắt đầu lên kế hoạch phản công và dĩ nhiên là cả trong quá trình chuẩn bị và thực hiện chiến dịch phản công này Dự đoán với thời điểm chính quyền Kiev bắt đầu mở cuộc phản công, chuyên gia quân sự Andrew Magic trong chương trình quốc phòng của Trung tâm An ninh mới Hoa Kỳ nói với tờ Ibizinit Insider rằng dấu hiệu chính cho thấy cuộc phản công ukraine bắt đầu là việc tập trung tất cả các phương tiện thiết giáp của phương Tây ngoài tiền tuyến. Theo ông, việc một số lượng lớn vũ khí và phương tiện thiết giáp hạng nặng của phương Tây, bao gồm các loại pháo cỡ nòng lớn, xe chiến đấu bộ binh, xe trinh sát bọc thép, xe tăng và xe bọc thép chở quân tập trung ở tiền tuyến, sẽ là dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy cuộc tấn công sắp bắt đầu. Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự Mỹ cho rằng hiện chưa rõ liệu Ukraine có thể thực hiện kế hoạch đã định hay không, bởi các quan chức chính quyền Kiev vẫn than thở, chưa đủ điều kiện để mở cuộc phản công, kiểu như phương Tây vẫn chưa cung cấp đủ đạn pháo tuy nhiên theo metric kiev sẽ chỉ chính thức tuyên bố về cuộc tấn công khi việc mở màn chiến dịch ấy trở nên rõ ràng đối với mọi người trong bối cảnh đó cố vấn của quyền người đứng đầu cộng hòa nhân dân donetsk pro là ông Jean Gagin nói rằng ukraine đang bắt đầu thực hiện một cuộc phản công kiểu từ từ dấu hiệu cho thấy là lực lượng pháo binh và các nhóm phá hoại đã tăng cường hoạt động theo ông trong hai tháng qua các nhóm phá hoại và trinh sát của ukraine đã tăng cường hoạt động pháo binh khai hỏa thường xuyên hơn và đó là những điều kiện đầu tiên đưa tới cuộc tấn công này. Tuy nhiên, từ bước đi này tới một cuộc phản công quy mô lớn là một chặng đường khá dài. Bởi để bắt đầu chiến dịch này, chính quyền Kiev phải huy động vài chục nghìn quân cùng với số lượng vũ khí hạng nặng rất lớn ra tiền tuyến. Khi đó, động thái này sẽ không thể che mắt được lực lượng tình báo và trinh sát của Nga.